Hey, cuối cùng thì mình cũng đã trồng xong cái cây táo này rồi mấy bạn ơi. Wow, mấy bạn coi nè, quá trời táo luôn. Ủa mấy bạn ơi, có bạn nào thích ăn táo giống giống Phong mà, bạn nào mà thích ăn táo thì nhớ bình luận lại cho Phong biết nha. À mà quên đã, mình phải chào mấy bạn fan đã. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha anh em nha. Yeah. Ok em ơi, thì hôm nay nữa bạn thấy nè, đằng sau lưng của mình nè, đó bạn thấy gì không? Xin giới thiệu bạn nha, đây chính là một cái cây táo do mình mới vừa trồng được anh em đó. Bởi vì là ở đằng trước nhà mình á, mình thấy có cái sân ở đây nè, mà mình thấy là nó để không không có gì hết, cũng hơi gọi là thấy nó hơi hơi xấu, cho nên mình đã quyết định mình sẽ trồng một cái cây táo thật là to ở đây luôn đó. Bạn xem nè, quá trời táo luôn, trời ơi, và cây táo cực kỳ to luôn nha, coi nè. Vậy là từ nay là Phong sẽ có rất là nhiều táo để Phong ăn luôn, ăn táo rất là tốt cho sức khỏe luôn nha. Bạn nào mà gọi là có ý định mà giảm cân á thì các bạn có thể ăn táo để có thể giảm cân nha. Phong ngày xưa Phong cũng ăn táo để Phong giảm cân đó. Táo rất là ngon luôn. Ok, để mình đếm thử coi có bao nhiêu quả táo rồi nha. Để đếm coi. Một quả nè, hai quả nè, ba quả, bốn, năm, sáu. Ủa gì vậy, gì vậy, gì vậy, gì vậy, ủa gì vậy? Phong, Phong, Phong ơi, hôm nay em có một việc cực quan quan trọng cần cần em giúp nè. Bây giờ anh em chơi nhau bấy lâu rồi, hôm nay em có cái vụ là có một cái thằng cáu nó ở quê ở trên đỉnh núi á, bà gì bà ấy ship nó xuống đây free ship, bảo anh coi dùng một ngày, mà giờ anh bận mất rồi, em trông dùm anh được không? thôi không được đâu anh ơi, em đâu có gọi là quen quen cái việc trông con nít đâu, với lại là em gọi là em ghét mấy mấy đứa con nít mà quậy quậy phá lắm. Trời ơi, lỡ nó vô nhà em nó phá dàn PC châm cũ của em rồi sao? Ngộ, nhưng mà thằng này hôm nay anh bận lắm mà, nhưng mà với cả thằng này nó cũng được. Nó tóm lại là nhận kèo trả 1.000 kim cương, chơi không? Cái 1.000 kim cương, chơi luôn, một chơi luôn, ngàn được kim rồi. cương Anh cứ dẫn nó qua đây, em giữ nó giùm cho, trời yên tâm, trời các bạn ơi, giữ một thằng nhóc được 1.000 kim cương quá ngon, trời ơi, xịn vậy. Ừ, chứ Gì à, một cục luôn nè. Thôi bây giờ tóm lại là như thế nhá, trông giùm kim anh ra cương nha, giờ anh đi công việc gấp, anh đi liền, trời bận quá trời ơi. Ok, tạm biệt anh nha, anh đi cẩn thận nha. Ok, anh cứ đưa thằng nhỏ để em trông giùm cho. Rồi mấy bạn ơi. Ui mấy bạn ơi, hôm nay anh Dịch có một thằng em ở dưới quê lên, và thằng em của anh Dịch gọi là đến đây và thăm anh Dịch, nhưng mà anh Dịch không trông nó được, và anh Dịch nhờ mình trông nó giùm đó. Và anh Dịch trả cho mình đến tận 1.000 kim cương luôn, trời ơi, có cục kim cương để xài rồi. Ok, quá xịn. Rồi thôi, chắc giờ mình vào nhà rồi mình chờ cái thằng nhóc đó tới vậy. Trời ơi, không biết cái thằng nhóc em của anh Dịch thì sẽ trông như thế nào ta. Ôi, có khi nào em anh Dịch nó cũng có màu vàng giống như anh Dịch không ta? Chắc là hài lắm luôn á. Ok thôi kệ đi, tí nữa mình xem cái thằng nhóc như thế nào, còn giờ thì lên chơi game thôi. Ủa Sammy, bạn đang chơi gì ạ? Trời ơi, tôi không thấy, tôi đang chơi mini quá chứ chơi gì, trời ơi trời. À, đang chơi mini quá hả? Ừ, cho tôi chơi với, cho tôi chơi với. Ok rồi, về chơi game nào, chơi game thôi. One hour later. Ủa, ơi Sam ơi, hình như tôi mới vừa nghe tiếng chuông cửa phải không Sam? Đúng rồi, ông xuống mở cửa đi, tôi đang chơi dở nè. À ok, để tôi xuống dưới tôi coi coi ai vậy ta. Ủa giờ này mà ai bấm chuông cửa nhờ, để mình xem coi. Ủa, hello chị Cam Mui, có chuyện gì vậy chị? Chị nghe nói là em trông em trai của Việt Thay Việt đúng không? À đúng rồi. Ủa, cái thằng nhóc màu vàng này là em trai của Dịch đó hả? Dạ, em chào anh ạ. Ồ, trời ơi, lễ phép ta, trời ơi các bạn ơi. Hóa ra là em trai của anh Mr. Dịch cũng có màu vàng luôn các bạn ơi. Trời ơi, thằng nhóc nó dễ thương gì đâu quá trời, nhìn kìa, cái mặt nó dễ thương y hệt như anh Dịch luôn á. Ủa, mà chị Cam ơi, sao hôm nay chị Cam ơi lại dẫn thằng nhỏ tới tới đây làm gì ạ? Tại vì hôm qua Việt nhờ chị trông nên là hôm nay Việt trả giao trả nó bàn giao cho em thôi. À, hóa ra hôm qua anh Dịch cũng nhờ chị trông hả? Ok, vậy được rồi. Thôi em nhỏ, em vào nhà anh đi. Đó, vào nhà anh ở ở trong đây ha, một tí nữa anh Dịch về nha. Ok, vô nhà anh ngoan nghe em, ngoan nha. Ok rồi. Hả? Cảm ơn chị Camui nha. Rồi ok, chắc là xong việc rồi đó, chị về đi. Bye bye chị. Em cố lên nha em, chị tin em làm được, cố lên. Ủa gì mà cố lên? Ủa, sao hôm nay chị Camui chị lạ lạ ta? Ủa có gì đâu mà cố lên, trong cái thằng nhóc có tí xíu thôi, có gì đâu chạy. Ok thôi không sao, giờ lên thăm thằng nhóc mới được. Ủa cái gì á, cái gì á? Ê bình tĩnh, có chuyện gì á, cái chuyện gì á? Trời ơi, dàn PC ngon quá trời. Ủa gì á, Sam? Trời ơi, tự nhiên có thằng nhóc là lên đây xong rồi đòi chơi tính của ông nè. Trời Ê, ơi. bình tĩnh, cái này là em của anh Dịch đó, trời ơi, bình tĩnh đi, thằng nhóc này nó Trời ngoan lắm, không sao đâu. ơi, bánh hamburger ngon quá. Ê, ê, thằng nhóc kia, cái này là bánh hamburger của anh mà, ai cho mày ăn vậy, hả?
Em bác ơi, mua bánh bánh người ta vừa gửi em chưa có gì em ăn, em đói quá. Em bác mà anh mắng em. Thôi được rồi, anh xin lỗi. Đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Trời mấy bạn ơi, cái thằng nhóc này nó khóc nhẹ sùm mà khó chịu quá bạn ơi. Thôi được rồi em ơi, em đừng khóc nữa nha. Ngoan đi anh. Thôi được rồi, em trả mấy cái máy tính cho anh đi. Anh còn làm việc nữa, em trả máy tính cho em đi, cho anh đi. Em là cung bọ cạp, một khi đã động đến lòng tự trọng và nhân ái của em thì không thể làm ra thứ. Em sẽ quyết định trừng phạt anh bằng cách từ thư đằng PT. Ê nhóc kia, thằng nhóc kia đứng lại. Thằng nhóc kia đứng lại, chạy về PC đây. Ôi thằng nhóc kia, ôi trời nó chạy nhanh quá bạn ơi. Ôi đứng lại coi, thằng nhóc kia tao giết mày bây giờ. Ôi trời, rồi xong, nó bắt cua leo nóc nhà luôn bạn ơi. À mày đứng lại, mày đứng lại, mày chạy đâu khác, mày chạy đâu. Ôi trời, thằng nhóc này chạy nhanh quá bạn ơi. Ôi trời ơi bạn ơi, ôi là trời, mình không ngờ là em của anh Dịch lại quậy phá đến như vậy luôn á trời. Mới hồi nãy mình thấy nó còn hiền hiền, cái tự nhiên chạy vô nhà mình xong rồi nó phá. À nó đang đứng trên nóc nhà kìa. Em ơi, thằng nhóc kia xuống đây, bây giờ em có trả dàn PC cho anh không mà nói hả? Ủa, cái gì kia, trời còn không. Nhỏ mà chơi súng rồi hả em. Nó bắn mình đó bạn ơi. Trời còn nhỏ mà chơi súng rồi kìa. Ôi mấy bạn ơi, thằng nhóc này nó quậy quá, nó lấy dàn PC 100 củ của mình xong nó chạy trốn mất luôn rồi. Thôi được rồi, kệ đi, dù gì nó cũng là em của anh Dịch mà. Thôi kệ kệ, trời ơi trời, không ngờ em của anh Dịch lại trẻ trâu đến như vậy. Trời ơi trời, thôi bây giờ mình mặc kệ đi, chắc một tí nữa nó đói bụng thì nó cũng tự mò về nhà. Thôi kệ đi, bây giờ mình nghĩ rằng là mình phải gọi là lên trên nhà mình ngồi đó nghỉ xíu đi, rồi tí nữa chắc nó cũng tự nó quay về. Trời ơi trời. Ai, trời ơi, không có máy tính để chơi game buồn quá bạn ơi. mà quan, đói bụng quá. Ê trời ơi, Sammy ơi. Dạ. Tôi nói bà nghe nè, tôi đói bụng quá. Bây giờ bà xuống dưới bà hái tôi ít táo tôi ăn đi, tôi đói bụng quá à. Rồi tôi biết rồi, đừng lấy đợi tí nha, tôi xuống tôi hái liền nha. Ok. Thôi mấy bạn ơi, thằng nhóc nhỏ trẻ trâu em của anh Dịch, nó lấy cái dàn PC của mình nó chạy mất tiêu rồi. Bây giờ mình không có PC mình chơi game, tức ơi là tức. Trời ơi, giờ sao ấy trời. Mệt quá. Ủa cái gì vậy? Xuống đây bà xem nè. Ủa gì vậy? Ui, xuống đây. Trời ơi. Trời, táo của tôi sao mà nó đụng xuống đất hết rồi. Ủa. Bây, thằng nhóc kia, mày làm gì vậy hả? Cái gì vậy? Ăn táo gì mà trắng ngắt rồi, ăn mấy chục quả rồi chưa tìm thấy được quả nào ngon được. Mỗi quả ăn này ăn là mấy quả kia chua lét. Trời ơi, cái thằng nhóc này, cái này mày có biết là cái cây táo này tao trồng mấy tháng trời nó mới mọc lên cây táo to vậy không? Mà bây giờ mày hái táo của tao xong mày trội xuống đây hả? Thằng trẻ trâu kia, mày xuống đây nhanh lên, xuống đây. Trời ơi, ai quan tâm, táo này trồng ngoài đường nè, có phải trồng trong toilet trong nhà đâu mà kêu là của tôi trồng. Giờ tôi ra ngoài đường tôi thấy cái cây tôi thích thì tôi giặt, mà giặt ăn không hết thì tôi giục. Thằng nhóc này láo nha. Hái táo đã hái hết của anh mày rồi mà mày còn hái mày ăn không hết rồi mày dục hả? Mày biết cây táo này là anh mày trồng cực khổ không? Thằng nhóc này láo quá. Được rồi. Đây, móc leo đây. Ok, dí theo nó. Thằng nhóc kia đứng lại mày. Đứng lại. Thằng nhóc kia. Đứng lại. Thằng nhóc con này, cái thằng trẻ trâu này đúng là thật là láo cá mà. Đứng lại coi. Mày hả? Tao đâm mày này. Nó chạy rồi. Mày đi luôn nha, mày đừng về đây nữa nha. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi mấy bạn ơi, cây táo của mình trồng mấy năm trời mới được có mấy quả mà nó đem đi nó hái xong nó chọi dưới đất hết trơn rồi, còn gì đâu mà ăn. Trời ơi, nó chọi xuống đây là dơ hết rồi, sao ăn được. Mày đi luôn nha thằng nhóc kia, mày đừng về đây nữa. Trời ơi. Sam ơi, tôi nói bà nghe nè. Bà có số điện thoại của anh Dịch đâu, bà gọi cho anh Dịch về bắt cái thằng này mang nhốt vô trong chuồng đi, chứ tôi không nuôi nó đâu. Thằng này nó quậy quá. Trời ơi, không biết là lúc nào nó ăn cắp điện thoại mà nó đi rồi. Trời ơi, là trời không có điện thoại gọi nữa. Cái gì? Cái iPhone 11 của tôi với bà nó cũng lấy đi luôn hả? Nó bơ đi hết rồi, trời ơi. Quay, thằng nhóc kia, trả điện thoại iPhone 11 cho anh coi. Thằng nhóc này, sao mày phá quá vậy hả? Mày bắn tao hả? Thằng nhóc này, ui, nó bắn mình bạn ơi. Trời ơi, thằng nhóc này, trời ơi, tức quá, không làm gì được nó hết. Trời ơi, mấy bạn ơi, đúng là con nít mà. Nó chạy cực kỳ nhanh luôn bạn ơi, mình không thể nào mình dí được nó luôn á. Trời, cũng tại mình ăn cho nhiều vô mập như heo luôn rồi, dí không lại thằng nhóc. Ơi, kỳ này là phải chờ anh Dịch về thôi chứ giờ biết sao giờ. Nhưng mà tức quá, nó phá rồi, bây giờ làm sao đây? Hư hết cây táo của mình rồi. Tức quá. Sam ơi, tôi nói bà nghe nè, tôi nghĩ rằng là chúng ta không thể nào mà gọi là nhường nhịn thằng nhóc này được nữa rồi. Chúng ta đúng phải rồi. Gọi là bắt nó lại thôi. Đúng rồi, bây giờ có cách gì không?
Bây giờ tôi đang nghĩ nè là chúng ta chắc là phải xây một cái bẫy xong rồi. Thằng nhóc này nó chạy nhanh lắm cho nên là không thể nào mà dí nó được đâu. Chúng ta phải lấy bẫy chúng ta bắt nó. Cái gì vậy? Gì vậy? Ây da, cái thằng nhóc này còn bắn mình nữa kìa. Ôi, thằng nhóc này, mày láo hết, lấy súng tao bắn mày thằng nhóc. Đứng lại. Mày chạy không? Mày chạy. Trời ơi, cái thằng nhóc này láo quá bạn ơi. Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Mày chạy đâu? À, nó chạy lên Gamin House rồi bạn ơi. Mày đứng lại coi. Mày đứng lại coi thằng nhóc kia. Mày đi đâu? Hả? Mày chạy. Tao dí rồi tao bắt mày nè. Trời ơi, leo nó không được các bạn ơi. Thằng nhóc này nó nhanh quá. Ôi, trời ơi, Sam ơi. Thấy chưa? Thằng nhóc này nó phá quá. Bây giờ tôi bà phải xây một cái bẫy để bắt nó lại thôi. Ừ, đúng rồi. Bây giờ mình hai mình về mình xây đi. Ok, bây giờ bà đi theo tôi nha. Ok bạn ơi, mình tức cái thằng nhóc trẻ trâu này quá, nó phá quá bạn ơi. Cứ tưởng là em của anh Dịch là hiền lắm, ai về đó nó quậy phá quá, nó qua nhà mình nó phá tùm lum la luôn. Đúng là hai anh em nghịch ngợm y hệt nhau á. Mặc dù là anh Dịch gọi là cũng nghiêm túc á, nhưng mà thằng nhóc em của anh Dịch thì nó quậy phá quá, mình không thể nào mà chấp nhận được rồi. Nó còn lấy dàn PC của mình nó trốn nữa, mình phải bắt nó lại thôi. Bây giờ nè, tôi với bà sẽ cùng nhau xây bẫy rồi là bắt nó lại nha Sam. Lại. Ok. Tôi nói nghe nè, bây giờ tôi với bà sẽ cùng nhau xây một cái bẫy. Tôi vừa mới coi trên mạng, tôi biết được một cái bẫy này rất là hay luôn. Bây giờ tôi với bà sẽ cùng nhau xây cái bẫy này ra và bắt cái thằng nhóc này lại để gọi là trừng trị nó. Nó dám lấy dạng PC của tôi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy đất ra nè. Thằng nhóc này kỳ này là chết với mình. Từ, đừng đập để tôi lắp lại. Lắp lại. Rồi ok bạn ơi, mình đã chuẩn bị đủ đồ rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây cái bẫy đó ra nha. Thì đầu tiên nè, chúng ta sẽ cần để một ít gọi là đá điện ở bên dưới bạn ơi. Đó, để đá điện bên dưới nè. Thì đây là một cái bẫy mà mình đã từng xây ra để mình cho anh Siro rồi đó. Có bạn nào đã xem cái video cho anh Siro bằng cái bẫy này rồi thì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Ok. Còn hôm nay mình sẽ xây ra để mình bắt lại cái thằng trẻ trâu đó, cái thằng nhóc trẻ trâu đó, mình sẽ bắt nó lại nha. Ôi ôi, ta nói nó tức gì đâu mà nó tức sôi máu luôn các bạn. Ủa khoan, hình như là còn thiếu, mình phải đập ra thêm một ô ở đây nữa. Đó, đập ra đây. Trời ơi, Sammy, bà có thấy tức không? Chứ tôi tức lắm luôn á. Thời luôn, nó qua nhà tôi nó phá rồi lấy luôn vàng PC tôi, nó chạy đi mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, nó lấy PC không nói, nên lấy điện thoại luôn. Trời ơi, trời ơi, lấy gì lấy ghê vậy? Cái điện thoại iPhone 11 tôi tặng cho bà mà nó còn dám lấy mà. Cái thằng nhóc này nó láo thiệt chứ. Trời ơi, quà mình tặng cho Sammy mà nó cũng dám lấy các bạn ơi. Đó, ok, mình sẽ để mấy cái block này vào đây nè. Đó, để vào. Okay. Ok. Nhanh đi, cẩn thận thằng kia nó tới nó lại phá mình kìa. Yên tâm đi, thằng nhóc này nó không dám về đây đâu. Nó mà về đây tôi bắt nó lại luôn, trời coi. Đó, để này vào đây. Sau chúng ta sẽ để những cái tấm ván vào đây nè. Đó. Rồi ok, bây giờ hệ thống đá điện đã xây xong rồi nè. Bây giờ mà bất cứ ai mà bị kẹt vào trong đây nữa bạn là không thể nào mà thoát ra được nha. Đó, nhìn thấy không? Đi đến đâu là chỗ đó sẽ tưng lên và kẹt lại, không thể nào mà ra ngoài được. Đó. Nhưng mà có một điều, đó chính là thằng nhóc đó nó có thể nhảy lên được bạn ơi. Nó có thể nhảy lên trên đây và nó thoát ra được. Bởi vậy cho nên là chúng ta cần phải chặn ở phía trên đầu này luôn. Đó. Mình sẽ sử dụng bằng một cái block màu đỏ nha để mình chặn cái đầu nó lại. Đó. Rồi, Sammy, bây giờ bà chui vô trong đây thử coi. Ok. Yên tâm, tí nữa tôi sẽ cứu bà ra. Ok. Rồi, xong. Rồi, xong thấy không? Sammy không bao giờ có thoát ra ngoài được. Chạy ra được không? Nhanh lên. Đó, chạy không thử. Được, không thử, được, thử chạy nhanh lên coi. Chạy nhanh lên. Đó. Đó, bạn thấy không? Mấy bạn thấy không? Không bao giờ mà thoát ra ngoài được luôn nha. Kỳ này là thằng nhóc này chết với mình rồi. Ok. Rồi, Sam đứng im để tôi cứu bà ra nè. Rồi, đi ra ngoài đi. Trời ơi, ghê quá. Rồi. Bây giờ tiếp theo nữa chúng ta sẽ cần đến một cái thứ vũ khí gì đó. À không, à không phải là vũ khí, mà là cần một cái gì đó để gọi là dụ thằng nhóc con nữa bạn ơi. Thằng này nó là trẻ trâu cho nên mình nghĩ rằng nó sẽ rất là thích đồ chơi luôn. Mình sẽ bỏ đồ chơi vào trong đây để dụ nó nha bạn. Đó. Ok, cái gì chứ đồ chơi thì mình ở chế độ sáng tạo mà mình có nhiều lắm. Để xem coi, mình sẽ bấm vào đây, sau đó mình sẽ chọn trong cái phần gọi là đồ chơi nè. Đây bạn xem nè, trong đây là chúng ta đang có rất là nhiều đồ chơi luôn. Ê, có robot nè. Hợp lý. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ đồ chơi vào đây nha. Đây, nguyên một con robot luôn bạn ơi. Rồi, bỏ vào đây nè. Đó, thấy không? Bây giờ là ở trong đây là có một con robot đây nè. Thằng trẻ trâu này, nó mà thấy con robot thế nào nó cũng chạy vô lụm con robot, là thế nào mình cũng sẽ bắt được nó anh em ơi. Mình mà bắt được nó là mình sẽ quýnh cho nó như đòn luôn. Cái thằng nhóc con này đúng là trẻ trâu mà. Ok, Sam ơi, bây giờ tôi với bà kiếm cái chỗ nào đó núp đi. Núp. Bây giờ mình núp đi rồi, xong mình rồi. Chờ thằng trẻ trâu nó tới. Đây, đằng sau cái táo nè. Bây giờ mình chui ra đây mình núp đi. Ok. Bây giờ bọn mình sẽ đứng ở đây để mình núp, mình chờ cái thằng nhóc trẻ trâu nó tới đây nha anh em. Ok. Kỳ này mày chết với tao rồi thằng trẻ trâu kìa. Chạy ngon quá trời. Hồi đứng ăn chạy hồi mà chưa thấy Phong cận đâu. Phong đâu rồi ta? Không dí mình nữa hả? Trời ơi, không dí mình là cái tượng đòi dí mình cơ mà. Trời ơi, bắt đi leo.
Phong tử đâu ta, trời đuổi mình có một hồi giờ béo mập ú làm sao mà dí được cái thân hình mạnh khảnh body cháu muối như mình, trời còn lâu mới đuổi được nha. Này thì Phong tử lại chọn gạch vô nhà cho bể kính chơi nè. Ồ, con robot của ai để đây giữa đường giữa chợ giữa xóm đẹp vậy ta? Con này mới nè, con này mẫu robot mới của năm nay mới ra mắt là. Giờ đây lại không có ai. Ngày xưa mình đi học cô mình dặn là nhặt được của rơi tạm thời đứt túi. Trời ơi, giờ mất đẹp như này mà không đứt được túi thì hơi phí. Ôi, xin nhé, trời ơi, lật bất tận hưởng. Ôi, thằng nào chơi bây giờ vậy? Ê, cứu tôi với. Cứu tôi với. À, bắt được nó rồi, Sam ơi, bắt được nó rồi. À, thằng nhóc con này. Cái thằng trẻ trâu này của thầu của tao bắt được mày. Làm gì? Tính làm gì? Chọi đá mình, chọi đá mình mày ơi. À, thằng nhóc này láo, mày dám chọi đá tao nữa ha. Thằng trẻ trâu này bị kẹt ở trong đây rồi mà còn gọi là dám chọi đá tao nữa ha. Sam ơi, tôi nói bà nghe nè. Bây giờ mình đã bắt được thằng nhóc này rồi, giờ mình làm gì đây? Theo tôi cái thằng này nó quá nhiều tồi, nó ăn cắp đồ không ăn cắp điện thoại của tôi. Chọi đá nó kìa, chọi đá kìa, thằng nhóc này. À ok, thằng này láo được rồi. Dám nhà mày, ok rồi, mình sẽ xây hàng rào mình chặn lại luôn mày ơi. Ok, đứng trong đây luôn đi, tao cho mày nhốt mày luôn. Đúng rồi, nhốt lại luôn. Nhốt mày lại luôn thằng nhóc, mày tưởng mày là em của anh Dịch thì tao sẽ tha cho mày sao hả thằng trẻ trâu kia. Trời ơi, nhốt mày lại, đó, xây lòng sắt nhốt lại luôn, rồi. Ngục tù luôn, cho nó ngục tù luôn. Đó, đứng trong đó đi. Trời ơi, mày như con heo hả? Đúng rồi, nhốt mày trong đây y hệt như con heo luôn á. Phong ơi, tay em Phong ơi. Tha cái gì mà tha, nãy quậy phá sao không khóc đi bây giờ, cái đầu bị nhốt rồi khóc. Sao mày? Không có tha gì đó. Không tha gì đó. Sao mày, tôi nói bà nghe nè. Bây giờ bọn mình xử thằng nhóc trẻ trâu này như thế nào đây? Hả? Để tôi. Với cái thằng này chúng ta nên làm những chuyện rất đơn giản thôi. Bây giờ ông lấy cho tôi một ký đậu đen, một ký đậu đỏ trộn lại. Xong bây giờ cho thằng này lựa ra đó. Bà tào lao. Bà nghĩ thằng này là cô tắm hả? Trời, lấy một ký đậu đen, ký đậu đỏ trộn cho nó ngồi lựa. Bà bị điên hả? Bà đọc chuyện cổ tích nhiều quá bị khùng rồi hả? Trời ơi. Trời ơi, làm vậy ác lắm, làm vậy ác lắm. Tự nhiên không lấy đậu đen với đậu đỏ trộn vô làm gì, tội nghiệp thằng nhỏ. Bây giờ tôi chỉ bà nè. Bây giờ tôi bà sẽ lấy muối trộn chung với đường, sau đó bắt nó ngồi lửa, vậy nó mới ghê, vậy nó mới gọi là không ác, hiểu không? Đó. Tôi là ác xương xương, còn ông chắc là ác đời mẹ đẻ luôn á, trời ghê vậy. Trời đúng rồi, trời với cái thằng nhóc trẻ trâu này á là lựa đậu thôi là cũng chưa đủ đâu, phải cho nó ngồi lựa rồi mình lấy đường mình trộn chung với muối mình cho nó lựa ra thì nó mới vừa tầm với thằng nhóc này các bạn ơi. Trời ơi trời, thôi rồi mình nói giỡn vậy thôi, nhưng mà mấy bạn muốn mình sẽ phạt cái thằng nhóc trẻ trâu này bằng cách nào thì các bạn hãy nhớ bình luận lại cho mình biết nha, chứ cái thằng nhóc trẻ trâu này thấy không lại còn dám dùng gạch chọi nè. Nó còn chọi mình nữa kìa, thằng này láo thiệt. Ok sao bây giờ tôi với bà gọi là dùng gọi là block chặn lại luôn, nhốt ở trong đây luôn cho nó khỏi thở. Cho nó khỏi thở. Cái gì vậy? Thôi để bài lỗ thôi, để bài lỗ thôi. Để làm gì, tôi chặn lại luôn, tôi ghét rồi thằng nhóc này, tôi nhìn tôi ghét quá, tôi chặn lại cho nó khỏi thở luôn. À nó còn chọi tôi nữa kìa. Thằng nhóc này láo thiệt, nó dám lấy đá nó chọi tôi kìa. Trời ơi. Trời ơi trời, tôi quá trời luôn nè. Cho cái lỗ cho nó thở tao đi. Tao sẽ nhốt mày lại, không cho mày thở luôn. Cho mày nghẹt thở luôn rồi con. Ok bạn ơi. Mấy bạn ơi. Cho làm gì, thằng nhóc này lì lắm, khỏi chặn lại luôn. Ok bạn ơi, thì mấy bạn muốn là mình sẽ phạt cái thằng nhóc trẻ trâu này bằng cách nào thì bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha, mình sẽ làm theo ý của mấy bạn nha. Thằng nhóc này quậy phá quá, trời ơi, em của anh Dịch là mình cũng sẽ không tha đâu, mặc dù nó là em anh Dịch nhưng mà mình không tha đâu, quậy phá quá làm gì, trời ơi. Ok rồi. Vẫn còn chọi đá lên kìa bạn, đá tưng lên kìa, trời ơi, nhóc này lì thật chứ, nó lì ghê luôn bạn, đúng là trẻ trâu mà lì ấy là lì. Ok rồi, bây giờ mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ nút subscribe đăng ký hộ kênh YouTube của mình nha mọi người, và anh em cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho các thành viên của Hero Team nữa nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau, bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.